Bạn mua thuốc xịt son của Mỹ Kherland đi xài ok Mình cũng bị nặng nè Giờ xài cũng đỡ rồi Thì bạn này có ý tốt ha Giới thiệu cho mọi người một cái loại thuốc Mà sách tay của Mỹ nữa Thì tuy nhiên thì bạn này không biết là có đúng Cái loại bạn này nói chưa Bạn này nhìn dùm bác sĩ nha phải loại này hay không Thì trong cái loại này nó có cái chất gì son Robionat thì đây cũng là một cái thuốc cọt tiêu quyết mà trên cái nhãn hiệu người ta cũng để rõ là cọt tiêu quyết luôn không phải là thuốc này không tốt nhưng mà thuốc này nó cũng có chứa cọt tiêu quyết khác và chúng ta phải dùng theo chỉ định của bác sĩ chứ không phải là truyền miệng từ người này qua người kia rồi dùng quanh năm suốt tháng nha có một sự thật là khi mà bác sĩ khám bệnh vật kê cho bệnh nhân á thì các loại thuốc chứa corticoid quyết thì thường bác sĩ sẽ nói trước cho bệnh nhân ừ tôi kê cái chai sạch này nó có chứa corticoid quyết nha thì bệnh nhân thôi, thôi bác sĩ ơi tôi không tôi không xài thuốc xịt có corticoid quyết đâu nha không 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 tôi xài hàng sách tay của mỹ rốt cuộc lòi ra đem ra lấy cái chai thuốc xịt hàng sách tay của mỹ nó cũng có chứa cái corticoid ha cho nên là mình à, lưu ý nha thuốc hàng sách tay thuốc nào cũng vậy hàng sách tay hàng trong nước hàng nội địa hàng gì cũng được quan trọng chúng ta coi có chất ở bên trong nó đó, đó nó là cái gì để chúng ta là tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để chúng ta dùng đúng chỉ định nha đúng chỉ định thì nó mới đỡ bệnh còn chúng ta uh, truyền miệng ha rồi chúng ta không hiểu à, bệnh này chúng ta sọ bệnh kia rồi chúng ta dùng tùm lum tà la thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha